Câu 7, nếu tích phân từ 1 đến 2 của fx dx bằng trừ 2, tích phân từ 2 đến 3 fx dx bằng 1 thì tích phân từ 1 đến 3 fx dx bằng. Thì ở đây các bạn sẽ dùng một cái công thức, đó là tích phân từ A đến B fx dx với C cột vào khoảng A B, thì ta sẽ chèn cái chữ C vào giữa sẽ bằng A đến C, C đến B, vậy A đến C và C đến B, vậy là fx dx cộng fx dx. Vậy tương tự 1 đến 2 thì các bạn thấy rằng đã chèn vô số mấy ạ? Xin lỗi, 1 đến 3 thì các bạn sẽ chèn vào thêm số 2. Vậy tích phân từ 1 đến 3 fx dx sẽ bằng tích phân từ 1 đến 2, từ 1 đến 2, từ 2 đến 2 đến 3 fx dx cộng fx dx. Và đây bằng mấy ạ? Bằng trừ 2 cộng, và đây bằng mấy ạ? Bằng 1. Vậy bằng bao nhiêu ạ? Trừ 1. Các bạn chọn đáp án.